hậu hoàng thú nhận mặc áo còn ướt khi làm nhiệm vụ sau nhập ngũ mũi trưởng lông có bình luận gây chú ý động thái của mũi trưởng lông tiếp tục được cư dân mạng soi nhiệt tình mỗi khi hậu hoàng có bài đăng mới còn nhớ cuối tập 10 sau nhập ngũ hậu hoàng đã không thể vượt qua thử thách đu dây qua hồ bơi và rơi ùm xuống nước gần 2 tuần sau khi tập này lên sóng thánh nhạc chế mới chia sẻ lại bức ảnh ướt sổn kèm tiết lộ hôm nay rơi xuống nước tranh thủ lúc nghỉ trưa cuốn cuồng tắm gội giặt đồ phơi chiếc áo nhanh nhất có thể nhưng vẫn không kịp khô thế là chiều mặc nguyên chiếc áo ẩm ướt đi bắn súng quả nước leo chí mạng sáng thực hiện thử thách leo dây qua hồ chiều lại tiếp tục thử thách bắn súng mi pro uzi hậu quả do bị say nắng nên đã mất quá nhiều thời gian để tập trung vượt qua nhiệm vụ Mũi trưởng lúc ấy đã túc trực bên cạnh thánh nhạc chế suốt 30 phút để hỗ trợ cô thực hiện thử thách. Có lẽ chính vì thế, bên dưới bài đăng, Hậu Hoàng đã hỏi Nga cảm nhận của mũi trưởng. Xin hỏi đồng chí Nguyễn Việt Long đứng sau tôi 30 phút có người thấy rõ mùi ẩm mốc gì không ạ? À? Anh có mệt mỏi vì sự lâu của em không ạ? À? Câu hỏi Hậu Hoàng từng đặt cho mũi trưởng Long trong tập 11 có lẽ lên thay bằng câu hỏi mới này. Lời đáp trả của mũi trưởng Long khiến dân tình thích thú. Sữa lâu thì không nhưng sữa hôi thì có nhé đồng chí Mũi trưởng long và hậu hoàng quá sức đáng yêu Chả trách khán giả chỉ mong thuyền sớm cập bến Hậu hoàng chơi hệ đổi màu tóc đón Tết Fan couple long và hậu kiếm cớ đẩy thuyền ngay và luôn Valentine đến nơi Fan couple hậu hoàng và mũi trưởng long được đào hoạt động nhiệt tình lắm trong không khí nhộn nhịp của Tết Nguyên đáng năm nay, dân mạng đang đùa với nhau rằng trưởng thành là khi Tết không đổi màu tóc. Nhưng nói gì thì nói, các dân chơi phải sắm sửa màu tóc mới chơi Tết cho đúng không khí. Riêng người chơi hệ đổi màu tóc như hậu hoàng thì Tết chỉ vui khi tóc đổi màu. Nữ youtuber còn đang to ri biến hình cực xịn sò. Tóc cũ thì để mặt mọc, không trang điểm lại còn để bộ dạng ngái ngủ. Nhưng khi có tóc mới đỏ rực lại cực kỳ xinh xắn, thêm filter biên biên ảo diệu. Cơ mà mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, màu tóc đỏ của hậu hoàng khiến dân tình liên tưởng ngay đến tạo hình Đông Hải Long Dương trên phim ảnh. Cô bạn Khánh Vân còn để lại bình luận bằng hình ảnh cho sinh động và nhắc về tai nạn của hậu hoàng trong tập 10 sau nhập ngủ. Rớt xuống đó cái làm con gái Đông Hải Long Dương luôn hả? Với fan couple mũi trưởng Long và hậu hoàng, những người nhìn đâu cũng thấy hiên thì ngay lập tức nhảy số và đẩy thuyền. Màu tóc mới của hậu thấy giống Long Vương nên cứ gọi tắt là Long Hậu nha mọi người. Tất nhiên chỉ đùa chút thôi vì Đông Hải Long Dương và Muội Trưởng Long rõ ràng không liên quan gì đến nhau Nhưng điều này lại càng chứng minh cho những người yêu quý cặp đôi này cực kỳ nhiệt tình Bởi vậy mà sắp đến Valentine rồi, liệu thuyền Hậu Long có tăng tốc và về đích luôn cho dân tình vừa lòng không nhỉ? Gái xinh đăng clip đi chơi cùng Muội Trưởng Long bị dọa lập rất anti Biết mối quan hệ thật ai cũng ngã ngửa Netizen đang bàn tán xôn xao về những hình ảnh của mũi trưởng lông với một cô nàng xinh đẹp vào đúng ngày đầu năm. Nếu nói trong năm 2020, chiếc thuyền được Netizen đưa đẩy nhiệt liệt nhất hẳn là hậu hoàng và mũi trưởng long. Được chân gắn ghép nhiệt liệt như vậy nhưng cách đây không lâu, mũi trưởng lông lại tỏ vẻ từ chối khi được ghép đôi với nữ hoàng youtuber khi được Netizen bình luận. Mới đây, Netizen còn phát hiện mũi trưởng lông chụp hình với một cô nàng vào đúng dịp đầu năm mới. Ngoại hình của cô gái vô cùng xinh xắn, nhiều cư dân mạng còn bảo kiểu này thuyền mũi trưởng long và hậu hoàng lung lai like là chắc. Sau khi đoạn clip được đăng tải, đông đảo các fan chèo thuyền của hậu hoàng và mũi trưởng long đã vào để lại bình luận. Một vài người còn quá khích sẽ dọa lập nhóm anti fan. Ngay sau đó, cô nàng phải lên tiếng giải thích khi nói rằng cả hai có mối quan hệ họ hàng, không phải là người yêu. Dù biết chèo thuyền là một sở thích, Tuy nhiên, netizen vẫn nên biết điểm dừng ở đâu. Cách đây không lâu, chính mũi trưởng cũng đã bày tỏ sự khó chịu khi được ghép đôi với hậu hoàng. Hậu hoàng và mũi trưởng Long hẹn hò ngày mùng 1 Tết, fan rần rần suối về chung một nhà. Mùng 1 Tết, hậu hoàng up clip biến hình cùng mũi trưởng Long và Dương Hoàng Yến khiến fan đứng ngồi không yên. Sau chương trình sao nhập ngũ, cặp đôi được fan tích cực ghép đôi nhất là hậu hoàng và mũi trưởng Long, mũi trưởng mũi đặc công Nguyễn Việt Long thậm chí các fan của cặp đôi còn lập luôn hội đẩy thuyền mũi trưởng Nguyễn Việt Long và Hậu Hoàng để cổ vũ mong cả hai sớm về chung một nhà. Đến nay, sau gần 2 tháng lập, group đã thu về hơn 33.000 thành viên và con số này chưa có dấu hiệu dừng lại. Mùa 1 Tết, cô nàng Hậu Hoàng còn up clip TikTok biến hình cùng ca sĩ Dương Hoàng Yến và Mũi Trưởng Long. Khỏi phải nói, fan của cặp đôi sung sướng như thế nào khi thấy cả hai vẫn còn giữ liên lạc và còn vô cùng thân thiết sau chương trình. Điều này như tiếp thêm động lực để hội đẩy thuyền đẩy mạnh tay hơn nữa. Chỉ khổ thân Hoàng Yến khi phải quay chung cùng với cặp đôi và còn được phát cơm chó miễn phí, khiến cô nàng phải kêu than dưới phần bình luận. Tôi được ăn cậu lương đậm lệ các đồng chí ợ. Dân tình cảm thấy thương cho cô nàng Dương Hoàng Yến và bị hậu hoàng dụ dỗ làm bóng đen. Anh chàng mỗi trưởng vui vẻ share hẳn bài viết của hậu hoàng về trang cá nhân của mình. Diễn viên Nam Thư còn ngạc nhiên về độ xì tin của mỗi trưởng Long. Dù không biết thật hư cặp đôi này có thật hay không, nhưng fan vẫn hăng hái đẩy thuyền, mong một ngày mũi trưởng long và hậu hoàng về chung một nhà. Liệu có phải hậu hoàng đang ngầm công khai quan hệ tình cảm với mũi trưởng long khi úp clip với người thương vào mùng 1 Tết? Mong rằng năm 2021 cặp đôi sẽ có những bước tiến xa hơn nha. Sau nhập ngũ năm 2020 tập 8, chạy chậm không ai ở bên, Diệu Nhi được đội editor chế hẳn một bài hát cho đỡ cô đơn. Quả nhiên, hiểu tiếng lòng Diệu Nhi không ai bằng đội ngũ editor hùng hậu và có tâm của sao nhập ngũ năm 2020. Bên cạnh dàn cát của sao nhập ngũ, đội ngũ editor của chương trình cũng luôn được khán giả yêu mến quan tâm. Không những thế mà Diệu Nhi luôn phải thăng trời về những lần đội ngũ editor quá tài tình khi đọc hiểu ý của cô nàng. Mới đây, trong tập 8 sao nhập ngũ lên sóng, đội ngũ editor lại tiếp tục có thêm màn rắc muối dành riêng cho Diệu Nhi. Chuyện là trong lúc chạy bộ buổi sáng sớm, Diệu Nhi đã bị các đồng đội bỏ lại phía xa vì chạy quá chậm cô nàng đành lưỡi hủi chạy một mình với vẻ buồn tẻ. Lúc này, đội ngũ editor nhanh chóng chế thêm bài hát dành riêng cho Diệu Nhi, đồng hành cùng cô trong suốt chặng đường chạy của mình. Sáng sớm thức chất chỉ thấy mỗi su cà na, tiếng hét thánh thoát của những đứa em đằng xa. Ngài vui lại lên, sau lòng thấy cô đơn lạ thường, giờ vân rời xa, như chỉ thấy trái đất, ôi sao buồn tên. Khi nghe vậy, Diệu Nhi và cả đội editor cười ồ lên. Bài hát được chế riêng cho Diệu Nhi, kỳ này không ai làm lại Diệu Nhi luôn đó sau nhập ngũ vừa có mv vừa có bài hát riêng mang về không những thế còn mần nhục diệu nhi bằng câu nói vịt xiêm chạy một mình có sao đâu để tăng thêm sự hài hước cho diệu nhi khi không chịu nổi sự cô đơn một mình tuy nhiên vì chạy quá chậm diệu nhi khánh vân dương hoàng yến khiến cả đội phải hết đất 10 cái đàm dính hưng tố ngành nghề của tôi có mấy con mém mồng ngu ngục chứng kiến các nghệ sĩ có thâm niên bị gã lạnh trên bức tơ đàm dính hưng không khỏi ức chế Rạng sáng ngày 15 tháng 1, Đàm Vĩnh Hưng có bài đăng dài trên trang cá nhân thể hiện sự bức xúc với một số nhân vật trong ngành giải trí. Theo đó, ông Hoàng Nhạc Việt không thể chấp nhận cách làm việc của những đối tượng này. Câu chuyện Đàm Vĩnh Hưng đề cập là việc sắp xếp hình ảnh các nghệ sĩ trên poster sô diễn. Chứng kiến các nghệ sĩ đi trước vốn có thâm niên hoạt động nghệ thuật bị ghé lạnh trên poster, giọng ca bị ít không khỏi ức chế với sự ngu dốt kém hiểu biết của bên thiết kế. Không chỉ vậy, Đàm Vĩnh Hưng còn trước mắt một số nghệ sĩ trẻ đi cửa sau, không có vị trí đẹp trên poster. Anh cho rằng việc làm này coi không được, gai gắt lên án dù biết sẽ bị ghét. Cuộc đời này vẫn còn quá nhiều kẻ không trưởng thành nổi. Mặc dù đã khoác lên mình chiếc áo của ông này, ông nọ, hoặc chủ này, chủ kia, thậm chí mang tiếng là học hành rất lâu để có được tấm bằng như bao người. Ấy thế mà hành xử như một con mé mồng, mới bước chân vào cuộc chơi, làm bẩn cả đoạn đường, nơi mà không dành cho những kẻ như thế đặt chân vào. Trong ngành nghề của tôi cũng lắm đứa ngu ngục, nhưng vẫn cứ lao vào và không nhận ra. Đi sai bóc tơ hay sắp xếp vị trí anh chị ca sĩ thì cũng làm ơn nhét vô đầu mình một chút kiến thức về tuổi đời, tuổi nghề của họ mà xếp đặt sao cho nghệ sĩ họ không bị tổn thương. Nói dùm các bậc cha chú, Đàm Vĩnh Hưng cũng cho biết đấu trường của mình là sân khấu chứ không phải là bóc tơ tuy nhiên khi thấy những cái sai cái ngu anh chịu không nổi đừng hỏi tại sao có những trường hợp ca sĩ đến nơi rồi quay về không hát vì cảm thấy không được tôn trọng nam ca sĩ bảo trong ngành nghề cũng có vài bạn trẻ cũng khóa chứng tỏ những năng lực thì chả ăn nhập gì đến cái vị trí trên poster mà bạn ấy đã đi cửa sau với bên thiết kế in ấn để sửa theo ý bạn trẻ ấy anh nói thêm chưa rõ đàm vĩnh hưng ám chỉ những ai trong bài viết của mình song màn dạy dỗ này đã gây nhiều chú ý nhiều cư dân mạng bày tỏ sự đồng tình bởi ồn màu sắp xếp vị trí ảnh nghệ sĩ trên mốc tơ, sắp xếp xuất diễn không hiếm trong showbiz Việt đã gây ra những chuyện không hay trong thời gian qua.